cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu, Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này nè. Nhiều quý anh chị có tầm tài chính dưới 20 tỷ thì không biết là chọn cái khu dân cư nào là nơi mình sống, làm việc và nơi quây quần bên gia đình, nơi để ở, nơi tránh những cái khói bụi của những cái đường lớn, xe hơi, nơi có những dòng sông thơ mộng, có rất là nhiều cây xanh, nơi mà tập trung những cái trường học, những cái bệnh viện cao cấp và một nơi di chuyển đến những cái tiện ích rất là gần. Thì hôm nay Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ giới thiệu cho quý chị một cái sản phẩm là một căn nhà tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Căn nhà được thiết kế và xây dựng với diện tích 4 x 18. Nhà được thiết kế một lẫn 3 lầu và trong đó có một phòng khách, một phòng làm việc. 3 lầu được thiết kế mỗi lầu 2 phòng ngủ nên có 4 phòng ngủ và có toilet riêng từng phòng. Căn nhà này như mọi người thấy là thiết kế nội thất cực kỳ cao cấp luôn. Có hầm có thể để được xe ô tô và đến 20 chiếc xe máy. Đường trước nhà là 12 m, xe hơi tránh nhau. Căn nhà là căn nhà hướng đông, đường rộng 30 m, rất là thích hợp làm spa nè, văn phòng nè, kinh doanh những mặt hàng thức ăn nhanh hoặc là cho thuê làm căn hộ dịch vụ. Một vị trí căn nhà được thiết kế một cách tân thời, rất là đẹp, dễ gọi là vệ sinh. Trước căn nhà thì có công viên, cây xanh thoáng mát, chỉ cần khoảng 1 phút là mình có thể là ra công viên của bờ sông. Nhiều cây cối xanh tươi mát mẻ, có không khí thoáng đãng quanh năm. Khu dân cư này bảo vệ an ninh 24/24. Được thiết kế theo dạng hình bàn cờ nên có những con đường thông nhau, rất là yên tĩnh, không có nhiều xe cộ qua lại. Nhưng đặc biệt cách đường Nguyễn Thị Thập tầm khoảng hơn 100 m, thì quý anh chị có thể di chuyển ra đó mua sắm tất cả những trang thiết bị và những cái thức ăn ngay tính gần tại căn nhà của mình. Để có thêm nhiều thông tin hơn nữa về căn nhà này, quý anh chị alo nhật ngay cho Phước Sửu hoặc đội ngũ Bất Động Sản Tiềm Năng. Chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin của căn nhà về giá bán để cho quý anh chị nắm rõ hơn lý do căn nhà gia chủ cần bán gấp để đi định cư nước ngoài. Nên quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu, mua bán có thể hỗ trợ vay ngân hàng đến 70-75%. Pháp lý sổ hồng cầm tay, hoàn công đầy đủ, sang tên ngay. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Tân Quy Đông, quý anh chị xem thêm những cái video tiếp theo của Phước Sửu review toàn bộ khu dân cư Tân Quy Đông có phải là nơi đáng sống hay không nhé. Đặc biệt quý anh chị cần thêm những thông tin về bất động sản tại khu Nam Sài Gòn, Nhà Bè, quận 7, inbox ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều bất động sản sau.